Chiều ngày 26 tháng 7, Sở Thông tin và Truyền thông có buổi làm việc với Sở Y tế, kênh Sức khỏe và An toàn thực phẩm Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện thị xã thành phố để thảo luận về việc triển khai phổ biến nền tảng ứng dụng tư vấn khám chữa bệnh từ xa VOV Bác sĩ 24 cho người dân tỉnh Yên Bái. VOV Bác sĩ 24 là nền tảng tư vấn khám chữa bệnh qua cuộc gọi trực tiếp bằng hình ảnh tới bác sĩ. Đây là ứng dụng của kênh Sức khỏe và An toàn thực phẩm Đài tiếng nói Việt Nam, được lên ý tưởng từ năm 2015 và chính thức có mặt trên kho ứng dụng của App Store CH Play vào năm 2017. Hiện nay, ứng dụng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận là nền tảng chuyển đổi số quốc gia, phục vụ người dân năm 2022 và đang được triển khai rộng rãi trên toàn quốc app cho phép tạo tài khoản bệnh nhân và bác sĩ tư vấn khám chữa bệnh qua video call. Áp sẽ chia nhỏ các bệnh cụ thể để cho người bệnh dễ lựa chọn, được kết nối với các phương thức thanh toán tiên tiến, thuận tiện cho mọi đối tượng, đồng thời ghi âm lại toàn bộ các file tư vấn khám chữa bệnh, cho phép bác sĩ xem hình ảnh xét nghiệm và kê đơn thuốc trực tiếp. Nền tảng ứng dụng VOV Bác sĩ 24 có nhiều lợi ích trong việc giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, giảm chi phí cho xã hội, cho nhân dân, giảm chi phí chi trả bảo hiểm y tế, tạo ra một kênh mới trong hoạt động của ngành y tế. Bên cạnh đó, bệnh nhân có thể nhận tư vấn khám chữa bệnh vào bất cứ thời gian địa điểm nào mình muốn, có thể nhận sự giúp đỡ tư vấn từ các bác sĩ mà không tốn thời gian chi phí đi lại, nhận được chỉ dẫn tức thời của các bác sĩ trong trường hợp khẩn cấp, tạo điều kiện cho người dân vùng sâu, vùng xa có thể tiếp cận được với y tế hiện đại. Tại tỉnh Yên Bái, vừa qua tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã được tập huấn hướng dẫn cách tải app trên kho ứng dụng và cách tạo tài khoản trên app Vov bác sĩ 24, cách chọn bác sĩ và thực hiện đăng ký khám, các quy trình thực hiện trong quá trình tương tác với bác sĩ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về chức năng, tiện ích, giá trị mang lại cũng như những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai app Vov bác sĩ 24 cho người dân. Thảo luận xin ý kiến về việc mời các bác sĩ có kinh nghiệm đăng ký tham gia tư vấn khám bệnh trên app Vov bác sĩ 24, đồng thời thống nhất về công tác quản lý và hỗ trợ đối với tỉnh Yên Bái để đảm bảo việc triển khai app Vov bác sĩ 24 thiết thực hiệu quả trên toàn tỉnh. Việc triển khai nền tảng ứng dụng tư vấn khám chữa bệnh từ xa Vov bác sĩ 24 sẽ mở ra cơ hội giúp người dân tỉnh Yên Bái được tư vấn khám bệnh từ các bác sĩ giỏi trên toàn quốc và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Qua đó, người dân có cơ hội tiếp cận với nền y tế hiện đại với chi phí thấp, góp phần vào quá trình chuyển đổi số của ngành y tế. Tỉnh Yên Bái sẽ triển khai thực hiện thí điểm và có đánh giá, đề xuất cụ thể đối với nền tảng ứng dụng Vov bác sĩ 24.